Giới tiên tri nhận định tuổi Canh Tuất 1970 tháng 2 năm 2022 đến thời thoát khổ do đất đối đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với ban biên tập chương trình, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Canh Tuất đa số là họ sống tự lập, trưởng thành sớm và có một cái tính cách rất là mạnh mẽ và kiên cường. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, họ không ngại khó khăn, nguy hiểm. Và về sau thì họ thường có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Canh Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi thì chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Canh Tuất trong năm 2022 Nhâm Dần này sẽ phất lên như là diều gặp gió. Hơn nữa may mắn còn được tam hợp với thái tuế của năm. Cho nên trong năm 2022 thì những gia chủ tuổi Canh Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó thì vận trình công danh, sự nghiệp được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Và để nắm bắt được vận trình của mình thì những gia chủ tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch, quý vị hãy đón xem video chi tiết mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo phong thủy lộc tài, dù gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì sao không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Vận trình của người tuổi Tuất sinh năm 1970 phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh vác một khoản nợ nặng nề, công việc cũng không được thuận lợi như ý. Vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về thiên can, canh dương kim gặp quý âm thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Nếu có cơ hội tốt thì cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Canh Tuất trong tháng 2 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 2 âm lịch của gia chủ không được sáng rõ. Con giáp này dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để có thể thể hiện bản thân. Chẳng những vậy, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 2 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Canh Tuất không được thuận lợi như bình thường.
Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm. Để tuột mất cơ hội khỏi tay của mình, bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi của mình ra để đền bù. Cũng có thể gặp được những chuyện không may mắn khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này, một số người tuổi Canh Tuất cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều. Bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch không được tốt do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Các quý gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, chuyện tình cảm không có nhiều biến động, nhưng nữ mệnh sẽ vượng đào hoa hơn nam mệnh một chút. Nữ mệnh có thể quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà một cách hợp lý, đâu ra đấy, nên luôn nhận được sự tin yêu từ phía gia đình, người thân. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ con cái gắn kết tạo ra động lực tinh thần rất lớn để con giáp này thêm yêu đời và thoải mái tâm lý. Tuy nhiên vào những tháng cao điểm công việc, vùng quay bận rộn có thể khiến cho con giáp này có phần thờ ơ, thiếu quan tâm đến nửa kia, khiến tình cảm nguội lạnh. Do đó bạn nên tìm cách cân bằng thời gian dành cho gia đình mình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như là duy trì hạnh phúc. Nếu là người độc thân, chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng xung quanh hoặc là người được giới thiệu thì mới tăng cơ hội tìm được người ưng ý. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 2 năm 2022,
tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi của tuổi Tuất sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì trước tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!